hơi là lớn lắm. Đáng nói là xảy ra một chút là sang nhiều thì sang không nhiều thì cốt điểm. Và thế chừng khoảng 12 giờ, gần 12 giờ chúng ta có điều thấy một người rất là hoang nghĩ. Chúng ta có nhiều lý do để hoang nghĩ. Nếu mà không có điều thì chúng ta không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có máy lạnh. Và không biết là mùa hè mà thắp đèn kè tôi có lãng mạn không? Nhưng mà đôi khi tôi cũng lãng sản. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta xài điện, chúng ta đưa tay mở có tắt và không tắt. Đôi khi chúng ta thấy rất là bình thường, thậm chí chúng ta không còn nhớ là ai đã hy sinh mỗi tuần làm việc để cố gắng cả tiền điện cho chúng ta. Người Mỹ gọi là taking things for granted. Cái việc đó rất là bình thường. Có nhiều thứ ở trong đời sống của chúng ta hình như là quá bình thường và chúng ta quên cũng đi sự quan trọng đó. Chúng tôi nhớ rằng có những lần mà thưa quý vị, trời bão sau khi lúc khoảng 10 ngày chúng tôi khi đang sống ở chùa chắc giống như quý Phật tử là mình mới thấy rằng không có điện thì cái xăng không bơm xăng được, không có điện thì những cái siêu thị không bán đồ được, và ở chùa thì không có máy lạnh. Thì chúng ta mới thấy rằng điện quan trọng như thế nào ở trong đời sống của chúng ta. Có rất là nhiều thứ mà bởi vì chúng ta có và chúng ta có quá nhiều. Như trường hợp là thưa quý vị, mỗi lần mà chúng ta mặc nước chúng ta mặc nước thì chúng ta cố nghĩ rằng cái nước và đặc biệt là nước sạch nó là cái gì thiết yếu cho đời sống và chúng ta may để có được cái có được nước để mà uống. Đừng nói chi những quốc gia mà nghèo từ Texas sang California thứ gì, có những khi mà chúng tôi đi thấy ở trong các nhà vệ sinh như ở tại thị trường San Francisco, người ta viết những tấm bảng gọi để là California đang bị hạn hán, xin vui lòng tiết kiệm nước. Đời sống của chúng ta có một cái điều rất là đáng buồn là cái gì có và có đầy đủ, có nhiều thì chúng ta thường quên lãng đi cái quan trọng đó. Giống như đôi giày mà nó mang người trên đường thì chúng ta quên lãng đi. Và nó cũng cần có những gì mà chúng ta ngồi để mà phản định lại. Do phản định lại thì chúng ta mới nhận ra rằng à, mình cần thứ nó quá nhiều. Như bây giờ, càng lúc chúng ta cần điện thoại, càng lúc chúng ta cần GPS. Chúng ta có những bài học lớn mà ở trong chính cuộc đời của mình chúng ta học được. Chúng tôi sống với Ngài và Thầy Hội Giác 30 mấy năm. Khi mà Ngài còn sống, Ngài cho chúng tôi rất là nhiều. Ngài là một người rất sẵn lòng để ngồi đó lắng nghe chúng tôi tham phiền những chuyện kiểu. Chẳng như vậy mà lúc đầu mới ngó cửa, Ngài cũng sẵn sàng mở cửa để mà cho những tất cả, cho những nụ cười rất là ấm áp. Khi mà Ngài mất, chúng tôi nhớ đó là ngày 5 tháng 12 và buổi trưa hôm đó thì Pháp Y và Harris County họ đến để họ đem cái di thể này về nhà Hoàng Vĩnh Phúc. Chúng tôi nhớ đó là buổi tối ngày 5 tháng 12 năm 1912, chúng tôi đi bộ ở gần cái tháp của Ngài ở dưới cái ống. Bây giờ có cái tháp thờ cốt của Ngài. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng Ngài là một mình ở ngoài nhà Hoàng Vĩnh Phước lạnh lẽo,
ở trong suốt mấy tháng qua thì học trò thế tử Bùi Quân bây giờ thì là một mình, là một cái hình hài không có thực tập. Và chúng tôi mới hiểu rằng Ngài có ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng tôi, và Ngài đã cho quá nhiều. Và chúng tôi cũng nhận ra rằng sự ra đi của Ngài nó sẽ là một sự mất mát rất lớn, và nó sẽ kéo theo nhiều sự sụp đổ. Cũng may là cái sự sụp đổ đó ở trong giáo hội, nhưng mà cũng còn ở ngôi chùa này, nó không có sụp đổ. Và chúng ta cố gắng tiếp tục nhìn giữ cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà một vị thầy, một bậc trưởng thượng sống ở trong ngôi chùa, sống ở gần, đôi khi chúng ta không có hiểu hết sự quan trọng. Vài năm sau đó, 3 năm sau đó, năm 2015 đó, lại có một biến cố của giáo hội Giáo Hoàng Thống Nhất. Và thưa quý vị, lúc bấy giờ đó, là bao nhiêu là những thị phi, bao nhiêu là những cái đòn thù người ta đánh vào chúng tôi. Và có lẽ đó là thời gian mà chúng tôi thống nhất hơn bao giờ đó, cái tình thương của quý Phật tử ở trong chùa. Quý vị đã sống với chúng tôi một thời gian rất là dài, mấy mươi năm, nhưng mà gặp những lúc khó khăn, quý vị vẫn tiếp tục, lúc vui cũng vậy, lúc buồn cũng vậy, thành công vệ suy cũng vậy. Thưa quý vị, một cái ngôi chùa được tồn tại như vậy, nó không thể nào mà nó tồn tại chỉ với một người được, mà nó phải là một cái sự góp mặt, góp phần, chung tay, chung sức, chung vai của rất là nhiều người, như đang có, Phật tử có, tăng có, đi có. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta có những chuyện không có hài lòng với nhau, không có vui với nhau, và thậm chí chúng ta không muốn là người này đi chùa, không muốn có mặt người kia. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn lại toàn diện, chúng ta nhìn cho kỹ, thì nó rất giống như cái lời của Trịnh Công Sơn viết là ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Chúng ta cũng ngồi nghĩ lại những người mà chúng ta từng giận, chúng ta từng buồn, và thậm chí có đôi khi chúng ta muốn người đó không đi chùa nữa. Nhưng rồi chúng ta bị năm dài tháng trọng, tất cả những người đó đều là cần, tất cả những người đó đều là phần của ngôi chùa đó. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta không có hỏi được là cái nhà vệ sinh tại sao nó sạch. Chúng ta đi chùa chỉ dùng nhà vệ sinh, hay là biểu điện của nước hàng tháng là sao mà trả, hoặc giả là công việc lớn hoặc nhỏ, không ai trong chúng ta mà tham hết tất cả mọi việc. Bởi vì khi mà bị cúp điện hay là cúp nước, thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta mới thấy rằng điện thật sự rất là quan trọng ở trong đời sống. Thì Đức Phật này cũng nhắc chúng ta ở trong cái điều của chánh đẳng chánh giác, để nhắc chúng ta chẳng nên quý trọng thời gian của mình, và quý trọng sức khỏe của mình, và quý trọng cái thân sinh tử của mình. Tại vì ngày dạy rằng trên cái thân sinh tử của mình, nếu mình khám nhiều thì mình sẽ làm được rất là nhiều, mình vận dụng rất là nhiều. Có lẽ là thưa quý vị, người ta nói rằng cha là thầy thì con cũng sách, hay là chúng ta sinh ra trong một gia đình giàu có thì chúng ta quý tiền, mình có nhiều sức khỏe thì mình không biết quý sức khỏe, và mình sống nhiều xã hội tự do, đôi khi mình không có đặt mình tự do. Ngày xưa thưa quý vị, có một người nói với chúng tôi một câu, đó là khi qua trại dạy đạo mua lương video đó, có người kế bên hỏi rằng hồi tối anh ngủ có ngon, thì cái gì mới trả lời là ngủ mà không có sợ công an tới gõ cửa nửa đêm là thấy ngon rồi. Cái người đó quý vị sống thời gian sống ở Việt Nam, gọi là đi học tập cải tạo về, rồi tức là đi học cải tạo rồi được lưu cùng, rồi đi về gọi là trốn chui trốn nhủi, đi đâu cũng lo sợ, cả 2 năm trời như vậy mới tìm được người biết. Và tới ngày tị nạn rồi thì chị đã nói rằng không cần biết được khổ tới đâu, không cần biết là ở lại tị nạn bao lâu, không cần biết là nghèo khổ cái gì, nhưng mình nằm ngủ mà có không sợ công an bỏ tù được thấy vui. Thì đời sống của chúng ta như vậy, nó có nhiều thứ trong cuộc đời này thật ra nó đáng giá, thì nó
nên nó có giá trị lắm. Nhưng mà có lẽ là cái giá trị lớn nhất ở trong cuộc đời này đó là tình người. Nếu chúng ta sống mà không có cái tình người, nếu chúng ta sống mà không có cái những con người với nhau, thì thật ra quý vị, nó là một điều hết sức là đáng buồn. Sẽ có một dịp nào đó, có lẽ là vào một tháng giêng này, chúng tôi mời quý vị xem một cuốn phim mà chúng tôi mới coi được cách đây 3 tuần lễ. Cuốn phim đó được thực hiện bởi một số những nhà nghiên cứu và nhà khoa học của Đại học Berkeley và hợp tác với Đại học Irvine ở tại California để thực hiện cuốn phim này. Ở trong cuốn phim đó họ đưa ra một cái đề tài, một câu hỏi rằng nếu lượng người bị di chủng hoàn toàn thì 500 năm nữa cái đất này sẽ ra sao? Thì thưa quý vị, cuốn phim đó là cuốn phim rất là thú vị. Người ta thấy rằng khi con người chết đi thì những loài súc vật, những loài nào mà nhốt ở trong nhà thì chết, còn những loài nào không cho ăn thì ra bên ngoài, nó cấu xé lẫn nhau. Điện ở trong nhà không có, và năng lượng mặt trời khi mà không còn nữa, bởi vì những bức bụi đóng lên và những cái điện mà còn quạt gió mà không ai cho nhớt vào thì từ từ nó sẽ tiêu. Và khi điện không còn thì thưa quý vị, bao nhiêu là sự hủy hoại hư hại. Rồi người ta cho chúng ta biết rằng 100 năm nữa cái gì biến mất, 500 nữa cái gì biến mất, 1000 năm nữa cái gì biến mất, và sau 300 năm nữa thì tất cả mọi thứ mà gọi là của con người biết trên trái đất hiện nay không còn gì nữa, không còn một bất gì. Chúng tôi coi cuốn phim đó là tại vì chúng tôi đã có thông tin, mình biết rằng ở trên trái đất này có nhiều thời kỳ của chư vật quá khứ xuất hiện, rồi loài người đã từng hủy, và khi từng hủy thì bao nhiêu cái nền văn minh cổ là biến mất hết. Nhưng mà khi giờ đọc, khi xem cuốn phim đó thì chúng tôi thấy rất là thú vị, là quả thật là khi con người không có mặt trên trái đất này thì thưa quý vị, những cái thành phố như New York với những cái óc trong trời, tất cả nó đều sẽ hủy diệt. Và trong 500 năm nữa, nửa triệu năm nữa thì không còn có bất cứ một thứ gì của loài người. Và anh chỉ trong 100 năm thôi thì những cái mảnh vỡ thủy tinh, những cái va chạm plastic nó cũng một cách không còn, không còn một cách gì. Thì thưa quý vị, bởi vì sao? Bởi vì con người cũng có mặt trên trái đất này. Có nhiều chúng ta sẽ coi cuốn phim đó, nhưng mà điều chắc chắn một điều, có một câu nói mà chúng tôi không dám đặt ra kệ đi, là một ngày nào đó những người Phật tử trong chùa, những Phật tử lớn tuổi không còn nữa thì chùa ra sao? Chứ tôi cũng chưa biết chùa ra sao, tôi chưa biết. Nhưng mà chúng ta phải nói một điều rằng chùa đã giữ được, đã duy trì được là do có những tấm lòng, có những con người, có những cái sự hy sinh, có những sự đóng góp. Có khi chúng ta biết được, có khi không biết được. Chúng tôi được tụ trì ở trong chùa có nhiều lúc, chứ tôi biết rằng có những Phật tử nghĩ người này không làm gì hết nên người kia góp phần ít quá. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Có những người đóng góp rất là nhiều, nhưng chỉ vấn đề là phần mạnh không nói ra thôi. Và ngay cả chư vị tăng ni mà có mặt ở trong ngôi chùa, cái hình bóng của tăng ni cũng là một sự góp phần để gìn giữ ngôi chùa, khoan kể đến gì gì đó làm. Bởi vì cái việc mà niệm phúc đi cũng là một điều để nhắc chúng ta thấy rằng chúng ta cần trân trọng, cần quý nhau và quý sự có mặt nhau trong cuộc đời. Thật ra thì đã có rất nhiều người, kể cả hòa thượng Hồi Giáo và những Phật tử đã có mặt với chúng ta bây giờ các vị đã ra đi. Khi các vị đã ra đi rồi thì dần dần chúng ta mới thống thiết cái sự mất mát lớn. Thì chúng ta mong rằng đối với những người còn lại hôm nay, chúng ta có mặt trong cuộc đời này, có những giây phút mà chúng ta nên đặt lại một câu hỏi là chúng ta đang có nhau, chúng ta có trân trọng nhau, chúng ta có thấy được sự quý giá đó hay không? Hay là chúng ta chờ đến một ngày nào đó, như ngày mọi thứ mất đi rồi, bây giờ chúng ta ngồi chúng mới thấy lại quả thật còn sự mất mát lớn. Thì nhân nói về điều này hôm nay, chúng ta cũng nói thêm một việc nữa là 24 giờ một qua ở nước Mỹ xảy ra hai vụ thảm sát, một là Ohio, hai là El Paso.
Thưa quý vị, điều này cũng nhắc chúng ta một chuyện là ngay cả chúng ta sống ở một quốc gia mà cảnh sát nhiều như vậy và những cái thứ an toàn được lưu tâm nhiều như vậy, nhưng mà không có gì để bảo đảm, không có gì để chắc chắn là chúng ta sẽ an toàn hoàn toàn. Bởi vì vậy chúng ta vẫn trở về lại với cái giáo lý muôn mở của Đức Phật là cuộc sống là ngắn ngủi, bất bình và cái chết chắc chắn nó sẽ đến. Và nếu chúng ta hiểu được điều này bằng thái độ tích cực thì chúng ta phải gấp rút trao dồi những thiền sự và làm những gì nên làm. Bởi vì thứ gì ở trên đời này không có cái gì gọi là bảo đảm hoàn toàn, không chắc chắn hoàn toàn. Chúng ta nhớ năm rồi có một cuộc thảm sát ở tại một ngôi nhà thờ gần San Antonio, và hôm qua thì có một cuộc thảm sát ở tại cái shopping center công chợ Walmart. Chúng ta đi chợ và nghĩ điều đó có gì, nhưng mà đến khi tai nạn xảy ra thì nó cũng xảy ra. Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng một khi mà cái ác điều mà nó đổ quả rồi thì dù chúng ta lên trời, chúng ta còn non, chúng ta xuống biển thì cái ác điều nó vẫn đổ thôi. Và vì vậy chúng ta nên trân trọng những giờ phút này và những giờ phút mà chúng ta rất là an bình ngồi ở trong ngôi chánh điện tụng kinh nghe pháp, và đặc biệt là chúng ta còn có nhau ở trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, điều đó là một cái điều mà hết sức là đáng để chúng ta trân trọng. Chúng tôi mới đi chạy hè với một số quý Phật tử trở về, và thưa quý vị, trong cái chuyến đi chạy hè chúng tôi có cảm nhận một điều và cũng có nhiều Phật tử cảm nhận là mình tổ chức chạy hè nó không phải khó khăn, là vì có tiền bạc, tiền bạc thì mọi người sẵn sàng đóng góp đó. Nhưng mà cái khó khăn của chúng ta đó là về sức khỏe của quý Phật tử. Năm nay quý vị còn khỏe còn đi được, nhưng mà năm tới không biết có còn khỏe hay không. Vấn đề sức khỏe là vấn đề rất là quan trọng. Vì vậy nếu mà chúng ta mong rằng trong những mái chùa, khi quý Phật tử đi chùa và cái gì mà chúng ta có thể dành cho nhau được thì xin chúng ta hãy dành cho nhau. Và nếu có tất cả những điều gì mà không bằng lòng thì mình nên điều chỉnh bao dung cho nhau. Bởi vì thứ gì, cuộc sống của chúng ta nó không có quá như thường, nó không quá dài để chúng ta không phung phí. Và chúng ta cũng mong rằng là với tất cả những cái cảm nhận của người con Phật xuyên qua lời dạy của Đức Phật, ngài dạy chúng ta nên hướng tâm lưu vào cuộc sống thực tại, vào cái bản chất của cuộc sống. Và từ bản chất của cuộc sống chúng ta học những bài học đó, và những bài học này giúp cho chúng ta có được những giây phút thật sự là sáng suốt, thật sự là trân trọng đối với những gì chúng ta đang có. Xin cảm ơn tất cả quý vị.